Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lulu Live Vlog. Và bây giờ là hồi nãy là mình mới gội đầu hấp dầu xong rồi các bạn, thì tóc của mình nè, đó thì nó sắp khô rồi, nhưng mà nó chưa có khô hẳn hay nó còn ướt nè đó, nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó đã rất là mềm, rất là mịn rồi hả các bạn ha. Thì cái này á, sau khi mình hấp dầu xong thì mình chỉ lau khô. Đó, mình lau khô lại với lại cái khăn thôi các bạn ha, cái khăn. Sau đó các bạn chải tóc ra, lấy cái lược chải ra thẳng ra rồi để cho nó khô tự nhiên. Thì các bạn không xài máy sấy tóc nè, không xài máy kéo tóc nè ha. Thì tại vì thường thường tóc dài á, các bạn hay thường xài máy sấy tóc á, cho tóc nó nhanh khô á, nhưng mà làm như vậy thì sẽ làm cho cái cọng tóc nó sẽ trở nên khô hơn ha các bạn ha. Tại vì khi mình đã hấp dầu rồi, tức là cái dầu nó sẽ cái chất dầu nó sẽ thấm vô cái tóc của mình rồi á, thì nó sẽ làm cho cái tóc mình nó bóng nè, nó rất là chắc khỏe nè ha các bạn ha. Thì cho nên mình chỉ để cho nó khô tự nhiên thôi ha. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn đó. Thì khi mà các bạn hấp dầu á, thì một tuần các bạn nên hấp dầu một lần tới hai lần ha. Thì đó, thì các bạn sẽ làm thường xuyên đó, thì sẽ làm cho cọng tóc của bạn sẽ chắc khỏe và luôn giữ được cái nếp ha, cái tóc á. Thì các bạn xem nè, tóc mình nè, tóc mình thì trước đó thì mình đã có duỗi rồi, cho nên là bây giờ mình hấp dầu xong mình chải thẳng ra thôi, mình đâu có cần kéo lại đâu, nhưng mà nó vẫn rất là mượt, rất là thẳng ha. Đó rồi, các bạn có thể là như là ấy tóc ra vậy nè, nó cho nó nhanh khô hơn. Các bạn sẽ ngồi máy quạt á, ngồi bắt máy quạt lên đó, nó sẽ làm cho tóc nó nhanh khô mà nó khô tự nhiên, nó sẽ không gây hại cho tóc. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà muốn cái tóc mình nó thật sự chắc khỏe, thì các bạn phải có một cái quá trình để mấy bạn là chăm sóc tóc từ khi mà các bạn gội đầu luôn ha. Tức là khi mà mỗi lần các bạn gội đầu thì các bạn sẽ xài luôn dầu xả nha. Dầu xả thì các bạn chỉ xài cái phần ở dưới cái đuôi tóc nè, các bạn không có trét lên cái phần chân tóc nha. Tại vì cái dầu xả đó thì nó sẽ khi mà các bạn gội không kỹ á, thì nó sẽ còn ở trên cái da đầu và nó sẽ gây cho rụng tóc nha các bạn. Đó, cho nên các bạn nên chú ý là khi mình xài cái dầu xả ha. Rồi thì tại sao mình phải xài dầu xả các bạn? Tại vì khi mà các bạn gội đầu trong cái xà bông gội đầu á, nó sẽ làm cho y như là tẩy cái tóc các bạn á, y là tẩy những cái bụi bặm, những cái chất dơ đó. Thì sau đó là các bạn cần phải có một cái dưỡng chất để mà nó làm cho cụm tóc nó mềm ra, thì các bạn bắt buộc phải xài dầu xả nếu mà các bạn muốn cái tóc của bạn là nó đẹp ha. Đó, thì các bạn phải xài dầu xả. Rồi khi mà thì một tuần các bạn xài y như là gội đầu chắc khoảng 3 lần đúng không? Thì các bạn sẽ gội đầu 3 lần đúng không? Thì mình sẽ xài dầu xả như vậy ha. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cứ 2 tuần các bạn sẽ hấp dầu cho mình là 2 lần ha. Nếu mà các bạn có thời gian, mà nếu mà bạn không có thời gian thì cố gắng hấp dầu một lần. Thì nguyên một cái quá trình như vậy, từ cái gội đầu mỗi ngày, rồi sau khi gội đầu các bạn xài dầu xả để cho cái tóc nó không có bị khô ha. Đó, rồi các bạn hấp dầu luôn giùm mình đó. Thì đó là một cái quá trình để các bạn chăm sóc tóc ha, để cho cái cọng tóc luôn chắc khỏe và có một cái sự sức sống, một cái sự y là nó sẽ chắc khỏe, thì các bạn sẽ có một cái mái tóc là đẹp ha. Và một điều nữa, tại sao mà mình phải như là phải xài dầu xả, phải chăm sóc tóc như vậy các bạn? Tại vì khi các bạn mà gội đầu xong rồi đó, mấy bạn mà gội đầu mấy bạn không xài dầu xả, thì khi mà mình chải đầu, cái quá trình chải đầu rất là
rất là cực đúng không? Tại vì cái tóc của bạn nó rất là rối, khi mà chải ra thì nó sẽ bị gãy tóc, rồi nó sẽ bị chảy mạnh quá thì nó sẽ bị rụng tóc rồi, và nó sẽ bị khô tóc đó. Đó là một cái vấn đề như là cảm thấy rất là khó chịu sau khi các bạn gội đầu đúng không? Thì thay vì vậy thì các bạn chỉ cần xài và xả thì các bạn chải rất là dễ dàng, cái tóc nó cũng rất là mượt ha. Đó là cái ưu điểm mà các bạn nên xài dầu xả ha. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà các bạn xài dầu xả với lại các bạn hấp dầu á, thì cái tóc của bạn nó sẽ rất là mượt. Đó là một cái yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai nữa là sao các bạn, trong cái dầu xả, trong cái dầu hấp dầu á, nó rất là thơm, cho nên là rất là thơm. Thì các bạn có thể như là sau khi các bạn gội đầu hấp dầu gì đó, các bạn đi ra ngoài rất là tự tin. Tại vì sao? Cái mái tóc rất là thơm các bạn. Thì cái mùi thơm của mỗi loại nó sẽ khác nhau, nhưng mà cơ bản nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tin khi mà mình đi ra ngoài ha. Đó, thì đó là cái cách mà các bạn chăm sóc tóc này kia ha. Ok, video đến đây là hết rồi ha. Thì xin chào các bạn, thì hẹn các bạn những cái video tiếp theo nha. Ok, bye bye.